Chiều nay, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khu vực quận Cẩm Lệ gồm Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và các ông bà Đinh Vui, Thái Bá Lợi và Nguyễn Thị Anh Thảo có buổi tiếp xúc cử tri phường Khuê Trung trước kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại buổi tiếp xúc, bà con cử tri đã kiến nghị Hội đồng Nhân dân thành phố tiếp tục quan tâm đến đời sống người dân, hộ gia đình nghèo, mong muốn các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố thực hiện những cam kết của mình với cử tri, quan tâm thực hiện tốt thí điểm mô hình chính quyền đô thị để người dân được thụ hưởng hành chính công thuận lợi. Cử tri cũng kiến nghị thành phố xem xét xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng, hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà cho ban bảo vệ dân phố, kiến nghị thành phố sớm xây dựng trường cấp 3 Hòa Vang trên khu đất nhà máy thuốc lá. Trường Nguyễn Khuyến nằm trên địa bàn phường Khuê Trung nhưng con em địa phương xin vào học rất khó khăn. Khu đất trống nhà máy thuốc lá phát sinh tình trạng ô nhiễm môi trường. Cử tri tổ dân phố 28 phản ánh điểm tập kết rác tại ngã ba Xuân Thủy, Xô Viết Nghệ Tĩnh có nhiều thùng đựng rác hư hỏng, không có nắp đậy, rất hôi thối, ảnh hưởng nhiều đến môi trường, vân vân. Tại buổi tiếp xúc, lãnh đạo quận Cẩm Lệ và Sở Giáo dục Đào tạo thành phố giải đáp làm rõ thêm những vấn đề cử tri nêu. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết cho rằng những ý kiến của cử tri nêu là rất chính đáng, thể hiện sự quan tâm xây dựng chính quyền, xây dựng đảng, đồng thời trao đổi làm rõ thêm một số vấn đề cử tri quan tâm. Trong đó nhấn mạnh đến sự đồng thuận của nhân dân cùng với chính quyền thành phố phòng chống dịch COVID-19. Ngoài các chính sách của Trung ương, thành phố đã hỗ trợ an sinh xã hội trên 1.200 tỷ đồng. Năm 2022, thành phố Đà Nẵng quyết tâm khôi phục lại sản xuất và đảm bảo an sinh xã hội. Tuy nhiên, giai đoạn 2021-2025, nguồn đầu tư công từ ngân sách nhà nước là rất hạn hẹp. Do vậy, thành phố sẽ ưu tiên những công trình, dự án hết sức cần thiết. Đối với công tác phòng chống dịch COVID-19, phương châm hiện nay của thành phố là 5K, vaccine, thuốc điều trị, ý thức người dân, công nghệ và một số biện pháp khác. Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng rất mong tiếp tục nhận được sự đồng thuận của người dân để thành phố thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch.